Năm 2020 là một năm đầy khó khăn thử thách đối với không chỉ riêng DK mà còn đối với tất cả những doanh nghiệp khác. Thế nhưng DK vẫn luôn luôn tự hào với những gì mình đã làm được trong năm qua. Phần lớn đều là nhờ sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng dành cho DK. Thay mặt toàn thể đội ngũ xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với tất cả các quý khách hàng. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, an lành, hạnh phúc để chào đón một năm mới nhiều may mắn hơn. Cùng lời chúc, DK xin được gửi tới tất cả khách hàng ưu đãi lớn nhất năm, chương trình giảm giá lên tới 40% làm đẹp đón Tết. Mong rằng tất cả quý khách hàng sẽ luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng với DK trong những năm tiếp theo. Merry Christmas and Happy New Year!